Hài lòng với câu lạc bộ tôi ngày hôm nay thì cảm thấy là các em chơi nhiệt hơn, tích cực hơn, quyết liệt hơn so với trận Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên thì thể lực cũng đã làm này và di chuyển như kiểu này thì chúng tôi cộng với chấn thương thì không phải riêng gì câu lạc bộ của tôi, các câu lạc bộ khác cũng vậy, rất là khó khăn. Trận đấu ngày hôm nay cũng vậy, anh thấy bắt đầu có những biểu hiện chấn thương và chuột rút rồi, thể lực bắt đầu các đội cũng đã có vấn đề. Ông có thể chia sẻ một chút về cái việc mà thay Tuấn Mạnh cũng như Đình Hoàng ra sân? Thật ra đó, Tuấn Mạnh với Đình Hoàng thì bất đắc dĩ tôi phải thế, thì anh thấy rõ ràng là người ta chấn thương chứ tôi có muốn thế đâu. Hai cầu thủ đều chấn thương hết. Đình Hoàng thì bắp có vấn đề, còn Mạnh thì lật sơ mi rồi. Hay kể cả Toàn vừa rồi cũng giọt bẻ. Chinh thì bắt đầu cũng có biểu hiện xuống sức, tôi bảo phải thế Chinh ra. Thật ra lúc đó cũng tôi nghĩ cũng khó để mà có bàn thắng với cái lối chơi kiểu vậy. Thì tôi đưa cầu thủ nước ngoài, và cầu thủ nước ngoài vào thì anh biết anh Kibe cũng chưa có phong độ cao. Tôi muốn anh ta vào chỉ chủ yếu là di chuyển gây áp lực đối phương được để cho người ta đá dài nữa thôi. Chứ gần cuối giờ thì cả hai đội cũng không có đội nào có cơ hội để mà ghi bàn. Thật ra thì tôi cũng bóng đá thì tôi cũng nói cái đó là phần của trọng tài. Các anh thấy là ngày hôm nay các cầu thủ Hải Phòng hàng hậu vệ cũng đã tiểu xảo với các cầu thủ tiền đạo tôi rất là nhiều, nhất là chỗ của Hùng với là anh Trung Vệ còn suốt ngày đã nguội anh Sân của tôi thôi với là anh Chinh. Nếu trọng tài mà để ý thì thấy anh ta rất là nhiều tiểu xảo. Các cầu thủ tôi đã dặn trước rồi, họ đừng rơi vô cái bẫy của các cầu thủ Hải Phòng, thì họ hay rất nhiều năm họ hay gây ức chế rồi làm cho các cầu thủ tôi bị sao nhãn rồi họ kết thúc. Các cầu thủ Hải Phòng thường có thói quen là những quả phạt góc họ tới họ kiếm chuyện, họ gây lộn làm cho các cầu thủ tôi mất tập trung, và sau đó là tình huống đã phạt vô nó nhảy lung tung là thua. Nhưng hôm nay tôi đã chuẩn bị kỹ, tôi bảo các tất cả các tình huống gì các bạn nên chịu kiềm chế. Anh thấy tôi ra sân tôi bảo các bạn kiềm chế, các bạn đừng để ý, đừng để ý vào những cầu thủ đối phương mà nên tập trung vào trận đấu nhiều hơn. Đừng cãi cọ trong tài làm gì nữa. Bây giờ đừng có cãi gì nữa. Bóng đá kiểu này thì khỏi cãi. Rồi, cảm ơn.